đây mình cũng dùng thùng nước mình thường ở dưới mình trồng đậu bắp. Một cây đậu bắp này đó là chắc cao khoảng 7 feet á. Một cây một mà nó ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhánh vậy nè. Mỗi một ngày nó cho 2, 3 trái, 2, 3 trái. Mỗi nhánh trái có khi ngày 5 trái, 6 trái luôn. Đây nè. Trái này là vừa ăn rồi nè. Ăn ghiếc rồi cũng ngán thấy mẹ luôn. Đậu bắp quá trời luôn. Mình, năm nào mình cũng trồng 2, 3 cây đậu bắp hết. Coi cái gốc của nó nè. Khủng khiếp không? Bên đây mình cũng trồng 2-3 bụi xả để mà cho bạn bè ăn qua mùa đông. Cũng sắp sửa thu hoạch được rồi. Đó một cây đậu bắp, đây một cây đậu bắp, đây một cây đậu bắp. Này cũng cây này nó có hai nhánh. Trái này sắp ăn được, trái này cũng sắp ăn được. Cây này cũng có hai nhánh. Có hai cái cây này thì nó cũng cao khoảng 5 feet hơn á. Nó không có được tốt bằng như cây bên đây. Cây bên đây á, có lẽ là nó độc này nó nắng nhiều. Nhưng là chỗ này á, mình tưới nước nhiều hơn hay thì phải. Cũng không biết được. Nói là tại vì cái phân hữu cơ ở dưới mình trông nhiều hơn cũng gần nữa. Đậu bắp miền Tây.